Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Chính trị Ban Bí thư tổ chức hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự tại điểm cầu Hà Nội. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Trinh cùng chủ trì điểm cầu Đà Nẵng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt về tình hình, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đối ngoại theo nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 189 trên 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, thiết lập được khuôn khổ quan hệ ổn định lâu dài với 30 đối tác chiến lược toàn diện, tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam cùng các nước nâng tầm hợp tác vì lợi ích của mỗi nước và vì hòa bình hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Bên cạnh đó, nước ta đã tham gia và đạt được nhiều kết quả tích cực trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, giữ gìn môi trường hòa bình. Trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 về lĩnh vực đối ngoại, đảng ta khẳng định tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một hội nghị chuyên sâu về đối ngoại được tổ chức nhằm đánh giá những thành tựu đạt được qua 35 năm đổi mới trong lĩnh vực đối ngoại, nhìn lại những bài học kinh nghiệm và nhận diện rõ hơn những vấn đề lớn đặt ra trong thời gian đến. Hội nghị sẽ tạo ra sự thống nhất trong nhận thức, quán triệt đường lối đối ngoại và thực hiện triển khai đồng bộ trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân, qua đó tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, sự đồng lòng của người Việt Nam ở nước ngoài cũng như tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.